Thật ra đó không ai mà tham để rồi da mình hư mà mình được lấy 100 triệu hay là để được trả lại hoàn toàn cái phần tiền đó. Nhưng đây là chuyện có thật. Nếu một quý vị nào, một bạn nào khi sử dụng sản phẩm mà mình cảm thấy rằng là không như là mình mong muốn, hoặc là nó sai đi về cái ý mà người ta đã chia sẻ cho mình, thì sản phẩm Skin AEC sẽ hoàn tiền lại cho mình, thậm chí là cam kết là sẽ bồi thường cho mình 100 triệu. nghe thấy là mình thì cũng hơi lạ lẫm ha. Ai thì cũng có thể nói được và ai thì cũng có thể là công bố được, nhưng cái sự thực hiện ở đây Thanh Thủy tin công ty đã có cái uy tín và họ đã có cái sự kiểm nghiệm rất là chắc chắn về sản phẩm, cho nên mới dám tuyên bố kết hùng hồn như vậy. Sau 30 phút chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả tức thì của nó. Thanh Thủy xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay Thanh Thủy rất là vui. Lẽ ra đó là phải nói vui là vui, hồi trước Tết nó kéo dài tới bây giờ luôn á, là bởi vì qua một năm mà mình làm việc quá là nhiều rồi, đôi khi thì nó cũng da dẻ rồi tất cả mọi cái nó cũng phải xuống cấp chứ. Vô tình Thanh Thủy được sự giới thiệu của bạn bè trong giới, cũng như là Thanh Thủy coi được một cái clip giới thiệu về cái sản phẩm của mình. Thế là Thanh Thủy đã lân la để tìm hiểu xem là nó như thế nào, và cuối cùng Thanh Thủy là được sự tư vấn của bạn bè, dứt khoát là mình xài cái sản phẩm, và Thủy không ngờ rằng là nó đã giúp cho mình đạt được cái ý mong muốn, da trắng sáng ra và rất là đơn giản. Cái này mình có thể sử dụng một cái sản phẩm mà tại nhà mà mình không cần phải đến spa. Và ngày hôm nay Thanh Thủy rất vui để chia sẻ với tất cả các bạn một cái loại sản phẩm để làm cho mình da của mình có thể đẹp hơn, sáng hơn, mịn hơn. Và cái điều mà mình thích nhất là mình được tự tin khi mình ra ngoài đi làm việc và đứng trước mặt mọi người. Xin các bạn hãy yên tâm, giống như là Thanh Thủy yên tâm, bởi vì đây là một sản phẩm đã được chứng nhận qua Sở Y tế và hoàn toàn nhập khẩu từ Hàn Quốc, cũng như được chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên. Đây được gọi là bộ combo ủ kích trắng chuyên sâu AEC. Hiện nay trên thị trường với cái giá là 490.000 một chai. Nguyên cái bộ như vậy thì nó chỉ là 1.470.000 thôi. Nếu mà chúng ta nguyên một bộ, chúng ta mua 3 chai này, chúng ta sẽ được tặng một chai tắm. Như là Thanh Thủy là Thanh Bữa, Thủy mua nguyên bộ luôn á. Thanh Thủy có thể chia sẻ với tất cả quý vị từng chai về cái công dụng của nó. Chẳng hạn như đây là một cái chai mình tắm hàng ngày, và sau khi chúng ta tắm xong thì chúng ta sẽ sử dụng cái chai ủ kích trắng như vậy trong vòng 30 phút. Sau 30 phút thì chúng ta có thể tắm lại bình thường. Sau đó chúng ta sẽ có 2 bộ creme dưỡng để giữ lại cái độ mịn màng và cái độ mà nó bật tông trắng sáng cho da mình. Thứ nhất là bộ ủ ban ngày, nó sẽ không có bắt nắng. Các bạn yên tâm, vì đây là một cái sản phẩm có là ban ngày lẫn ban đêm. Và về đêm thì chúng ta cũng sẽ có một cái bộ creme để chúng ta dưỡng da ban đêm. Nó rất là thấm, nó rất mịn màng và nó có một cái mùi hương thơm rất là dễ chịu, không làm cho chúng ta thích và không làm cho chúng ta khó chịu, dễ dàng đi vào giấc ngủ nữa. Bây giờ Thanh Thủy làm cho các bạn thấy nha. Trước khi mà chúng ta sử dụng bộ kích trắng này thì chúng ta đã được tắm qua, rồi. Chúng ta có thể sử dụng cả toàn thân mình luôn và kể cả là trên cái da mặt luôn, nhưng Thanh Thủy đang làm da tay thôi, tại vì thường khi mà mình sử dụng mà mình muốn test nó đó, thường là chúng ta test vào trên da này. Rồi bây giờ Thanh Thủy sẽ sử dụng cái bộ mà kích ủ trắng cho mình trước nha. Đây là nó có cái hoạt chất than, cho nên thấy nó có cái màu đen như thế này, nhưng các bạn đừng ngại và cũng đừng sợ gì cả, miễn sao là nó không có bị thấy nó đen đen vậy thôi, nhưng mà nó rất là hiệu quả, và nó không có gây cho mình kích ứng da, nó không làm cho mình khó chịu, nó không có châm chích giống như là có thể khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà làm trắng da thì thường nó sẽ có những cái chất đó. Các bạn cứ yên tâm, cứ phủ một cái lớp dày trên da của mình như thế này. Thanh Thủy đang thử để cho các bạn xem. Thường ở nhà khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm thiên nhiên là cam, đúng không, hay là những cái cam nè, rồi cái gì mình ăn được á, nha đam nè, rồi sau đó chúng ta, hoặc là cà chua, sau đó chúng ta mới tắm lại bằng sữa tươi không đường, đúng không? Cũng rất là nhiều công đoạn cực lắm chứ bộ. Ở đây chúng ta chỉ cần một loại đúng một loại sản phẩm đó thôi thì chúng ta đã được hiệu quả, vừa không mất thời gian mà như là ý muốn, rất là an tâm. Các bạn biết không, khi mà mình sau 25 tuổi thì làn da của mình đã bắt đầu lão hóa rồi, nó sẽ bị là tự nhiên nó xỉn màu. Và một cái điều mà Thanh Thủy rất sợ nè, là thường mình hay bị thẹo á, nó sẽ để lại rất là lâu, nó lâu phai màu lắm. Khi chúng ta sử dụng được cái bộ sản phẩm này, chúng ta sẽ thấy rằng là thứ nhất, khi mình tẩy được cái lớp da rồi đó, nó bật tông lên rồi, nó sẽ trắng sáng, nó hồng hào. Và mình sử dụng cái loại creme ban ngày thì chúng ta sẽ chống được tia cực tím. Thứ nhất là các đốm nâu nó sẽ hạn chế, nó sẽ không quay lại, và cái sự mà xỉn màu bắt nắng nó sẽ được hạn chế. Còn ban đêm nó đã giữ được, cái công dụng của nó là giữ được cái độ trắng sáng của nó. Thanh Thủy thích nhất là một cái bộ sản phẩm mình cảm thấy rất là đơn giản, chỉ có tắm bình thường, hàng ngày mình cũng chỉ tắm bình thường thôi, nhưng cái bộ sản phẩm này nó vẫn giúp cho mình gần như là tái tạo lại được cái làn da mà mình bị lão hóa, mình bị xâm hại bởi là bụi bặm nè, xâm hại bởi tia nắng mặt trời nè, và kể cả về tuổi tác nữa. Rồi bây giờ Thanh Thủy sẽ lau cái phần mà mình đã ủ kích trắng, các bạn sẽ thấy liền cái hiệu quả của nó. Bây giờ chúng ta đã có hai cái màu da mà trước đó là Thanh Thủy chưa có tẩy trắng da, và sau khi Thanh Thủy đã tẩy trắng da, các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có hai cái màu rất là rõ rệt. Mà cái này mới có một lần thôi đấy nha. Nếu như mà chúng ta chịu khó, chúng ta sử dụng thường xuyên, giống như Thanh Thủy nói rằng là chúng ta siêng năng một chút, chúng ta quan tâm tới cái làn da của mình một chút xíu, thì chúng ta cứ 2 ngày thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ ủ trắng một lần xuyên suốt trong vòng như vậy, một bộ thôi, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cái làn da của mình cải thiện rất là rõ ràng. Nhưng làm gì làm, chúng ta vẫn phải có cái sự duy trì của nó, chúng ta phải chăm sóc nó bằng cách là hãy sử dụng cái độ dưỡng da của ban ngày và ban đêm, thì chắc chắn chúng ta sẽ giữ được cái làn da của mình, màng của mình, làn da của mình mong muốn lâu dài hơn. Với cái tuổi của Thanh Thủy thì đến bây giờ mới cảm thấy rằng là cái làn da của mình hết sức là quan trọng, tức là nó vừa đẹp mà nó vừa khỏe nữa các bạn. Đây, và bây giờ thì không quên chúng ta phải sử dụng cái creme dưỡng trắng ban ngày. Thanh Thủy sẽ thoa lên cho các bạn thấy nha, rất là mịn mà nó mát nữa. Các bạn thấy rằng là nó có cái màu hơi trắng sáng hơn cái làn da của mình, nhưng mà các bạn yên tâm, nó sẽ nhanh chóng tan và thấm sâu vào trong cái làn da của mình, không có cái cảm giác là chúng ta bị phủ một cái lớp màu trắng của creme á, làm cho mình cảm thấy rằng là nó bị giả và nó không có đều màu. Các bạn sẽ thấy rằng là khi Thanh Thủy thoa đều thì nó sẽ nhẹ nhàng, nó ăn sâu vào trong cái làn da của mình, nó không bị rít nè, nó không bị ẩm nè, rồi nó cũng không có cái cảm giác là kích ứng da, đặc biệt nó có cái mùi thơm rất là dễ chịu. Thanh Thủy xin nhắc lại là chúng ta hãy để lại địa chỉ và cái số điện thoại của mình để làm gì? Để chúng ta có thể nhận được sự phản hồi cũng như là sự tư vấn của nhà sản xuất, để cho chúng ta được yên tâm hơn khi mà sử dụng cái bộ sản phẩm Skin AEC này. Và Thanh Thủy cũng biết một điều rằng như này, có những quý vị, có những bạn là mình thường hay xài lotion trước khi ngủ, nhưng các bạn hãy yên tâm rằng mình sẽ không làm phiền cái người kế bên mình đâu, bởi vì nó sẽ có một cái mùi hương rất là nhẹ và nó thấm sâu vào trong da mình, tạo cho mình một cái cảm giác là rất là mịn màng và rất là mát, nó không có cái cảm giác rít đó, và đặc biệt là nó sẽ không bị ảnh hưởng vào trong mền gối của mình. Sử dụng cái kem ban đêm để cho các bạn sẽ thấy rằng là hai cái hình như nó có cái mùi hương khác nhau hả ta? Đúng rồi, nó có cái mùi hương khác nhau. Cái mùi hương ban đêm nó nhẹ nhàng hơn và mình cảm giác rằng là nó thoang thoảng hơn nữa. Rất là nhanh, nó thấm sâu vào trong da mình. Mình cảm giác là nó mát mà nó nhẹ, nó êm, nó không có bị rít một tí xíu nào ấy. Cái thích nhất là nó vừa tẩy được những cái điều mà nó không có đẹp trên cái da của mình nè, và nó tái tạo cho làn da của mình, cái đó là thích nhất luôn á. Bởi vì ngộ lắm, đến cái tuổi của mình á, cái gì mà mình cảm giác rằng là nó phá hoại á, sao nó nhanh lắm mà nó lì nữa. Khi mà bị thẹo là một nè, nó bị đôi khi mình bị dị ứng á, thì nó ngứa da xong cái nó để lại một cái lớp sần sùi, nó để lại một cái bề mặt nó không có được thẩm mỹ gì cho lắm. Thì mình phải sức, đôi khi Thanh Thủy là phải có cái loại kem á mà chỉ có che thôi, tức là chỉ che cái dấu vết của mình thôi, chứ nó không có trị được. Còn nếu như muốn trị là mình phải có những cái tuyết kem á mà mình trị, nhưng mà thật ra nó cũng rất là lâu. Còn khi xài cái bộ sản phẩm này, chúng ta cảm giác là chúng ta gần như sẽ quên hẳn đi là cái sự sần sùi đó, mà nó cứ tẩy nhẹ nhẹ lần nào mình không hay luôn. Bây giờ nó đã khô và nó rất là mịn màng so với cái khi mà Thanh Thủy chưa có sử dụng nó đó. Đúng là hai màu rất là rõ rệt, đẹp ha. Trước khi chào tất cả các bạn, còn thêm cái bí mật nữa là chúng ta đang trong một cái giai đoạn là được khuyến mãi, ship hàng toàn quốc mà không bị tính cước. Điều thứ hai, chúng ta sẽ có cái voucher 100.000. Ngoài ra, nếu như chúng ta mua lẻ thì sẽ là 490.000 cho một chai. Nếu mà chúng ta mua một bộ, chúng ta mua 3 chai này, chúng ta sẽ được tặng một chai tắm. Như là Thanh Thủy là Thanh Thủy mua nguyên bộ luôn á. Nguyên cái bộ như vậy thì nó chỉ là 1.470.000 thôi. Thanh Thủy không có bán đâu, nhưng mà các bạn cứ yên tâm sử dụng và để lại cái số điện thoại, chắc chắn sẽ có nhân viên tư vấn cho chúng ta một cách rõ ràng hơn. Thanh Thủy chỉ chia sẻ cho các bạn thôi, còn những cái gì mà thuộc về nhu cầu của từng người thì quý vị sẽ được tư vấn cách rõ ràng. Hãy tin dùng giống như là Thanh Thủy đã tin dùng bộ sản phẩm Skin AEC, vì đây đã có được giấy chứng nhận của Sở Y tế thì chắc chắn chúng ta sẽ được an tâm hoàn toàn khi sử dụng bộ sản phẩm này. Xin chào các bạn và chúc các bạn được toại nguyện như ý, cũng giống như là Thanh Thủy đã tìm được một bộ sản phẩm dưỡng da cho mình rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, không mất thời gian và được một cái làn da trắng sáng mịn màng như mình mong muốn. Nhớ hãy để lại số điện thoại và địa chỉ liên lạc để chúng ta được tư vấn một cách rõ ràng và an tâm. Xin chào.